lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong các vùng miền dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự. Trường hợp các bên không thỏa thuận và áp dụng pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán, nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của bộ luật này. Article 5. Application of Practices. 1. Practices mean rules of conduct obvious to define rights and obligations of persons in specific civil relations, forming and repeating in a long time, recognized and applying generally in a region, race, or a community or a field of civil. 2. In cases where it is neither provided for by law nor agreed upon by the parties, practices may apply, but they must not contravene the principles provided for in Article 3 of this Code.